Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cái việc là tính toán, dự toán hoặc là tính toán hồ sơ thầu cho một nhóm công tác mà chủ đầu tư họ mời chúng ta. Nội dung chính trong video gồm các mục như sau. Thứ nhất là chúng ta định nghĩa cái nhóm công tác là gì. Và chúng tôi sử dụng cái thuật ngữ là nhóm công tác, nhưng có một số đơn vị có thể là sử dụng cái thuật ngữ là công tác tổng hợp. Cái thứ hai là tôi sẽ hướng dẫn cái cách mà lấy nhóm công tác đã có sẵn ở trong phần mềm dự toán G8. Chúng tôi đã tạo sẵn một số nhóm công tác điển hình và chúng ta chỉ việc dùng thôi. Thứ ba, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tự tạo ra nhóm công tác mới ở trong phần mềm dự toán G8, giúp cho những lần sau là chúng ta chỉ việc sử dụng thôi, chúng ta không phải tạo mới lại nữa. Thứ tư, tôi sẽ hướng dẫn cái cách mà tính hồ sơ đấu thầu đấy ạ, cho các cái công tác trong các cái nhóm công tác mà bao gồm nhiều công tác con ở trong nhóm công tác đó. Cuối cùng tôi sẽ hướng dẫn là cái tính tổng hợp vật tư cho mà vật tư ví dụ như là xi măng, cát, đá, nhân công bậc 3, bậc 4 rồi máy ủi, máy đào mà trong đó bị ảnh hưởng bởi cái nhóm công tác như thế nào. Vâng. Trước tiên thì chúng ta cần phải định nghĩa thế nào là nhóm công tác và tại sao lại sử dụng cái từ nhóm công tác. Bây giờ tôi sẽ quay trở lại cái thông tư rất là quan trọng mà hiện nay chúng ta đang sử dụng. Tính đến thời điểm này là năm 2018 thì cái thông tư số 06 năm 2016 Bộ Xây dựng ban hành là đang có hiệu lực. Đây là thông tư rất quan trọng để mà hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành. Thì bây giờ tôi sẽ dở đến cái phụ lục số 3 là phụ lục hướng dẫn về cái cách tính dự toán, phụ lục 3, phương pháp xác định dự toán chi phí xây dựng. Phụ lục 3 này, cái bảng đầu tiên là bảng 3.1 thì Bộ Xây dựng hướng dẫn về cách tính dự toán là bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng. Trong này có chi phí tiếp gồm có vật liệu, nhân công và chi phí máy và thiết bị thi công. Trong đó Bộ Xây dựng yêu cầu ấy là chúng ta phải tính được cái DG vật liệu, DG nhân công, DG máy. Ở đây thì chúng ta xem DG vật liệu, nhân công, máy là gì. Bộ Xây dựng quy định này, DG vật liệu, DG nhân công, DG máy là chi phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công cho một cái tổng hợp, một cái nhóm công danh mục công tác. Đấy. Chính vì xuất phát từ cái định nghĩa là nhóm danh mục công tác ở đây, cho nên chúng tôi mới sử dụng cái thuật ngữ là hay một cái danh từ là nhóm công tác để chỉ rằng một cái nhóm công tác nó bao gồm nhiều công tác con ở trong đó và để chúng ta xây dựng lên một cái đơn giá tổng hợp ở đây. Đấy. Tôi lấy ví dụ một nhóm công tác có thể là ví dụ chủ đầu tư mời chúng ta là có 15 cái móng đơn. Thì chúng ta phải trả cái hồ sơ thầu ấy là đơn giá cho mỗi cái móng đơn là bao nhiêu và tổng tiền của 15 cái móng đơn là bao nhiêu, chứ không phải là chúng ta trả bài thầu cho chủ đầu tư ấy là cái móng đơn ấy bao gồm các cái công tác như là đào móng này, đào đất này, đào móng này, công tác cốt pha này, công tác thép này, công tác bê tông của cái móng đó, thì không phải, mà chúng ta phải trả bài thầu ấy là đơn giá cho từng cái móng một là bao nhiêu và 15 cái móng là bao nhiêu đó. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn tiếp các bạn cái cách lấy nhóm công tác mà đã có sẵn trong phần mềm dự toán G8. Tôi quay trở lại phần mềm G8. Để mà tạo ra một cái nhóm mà đã có sẵn, lấy một cái nhóm mà đã có sẵn thì chúng ta để vào cái dòng mà chúng ta bắt đầu mà điền tên nhóm. Chúng ta vào menu công trình. Tiếp theo chúng ta vào công tác là thêm nhóm công tác. Thì phần mềm có giải thích là thêm nhóm công tác tổng hợp ấy vào công trình. Chúng tôi có mở ngoặc công tác tổng hợp để phù hợp với một số có nhiều người gọi các tên khác nhau. Và phím tắt của nó là ANG. Vâng, chúng ta bấm ở đây. Thì phần mềm G8 đã hiện ra một cái cửa sổ là chứa các cái nhóm công tác ở đây. Thì phân làm hai vùng. Vùng bên dưới là danh sách các cái nhóm công tác, danh sách nhóm công tác mà chúng tôi đã tạo sẵn. Ví dụ như là đào móng công trình bằng máy là 90%, thủ công là 10%, tính theo đơn vị là 100 mét khối, đấy, vân vân. Hoặc là đào nền đường đấy, bằng máy 90% và bằng thủ công 10%, đơn vị tính theo là 100 mét khối. Hoặc là chúng ta đã tạo ra những cái nhóm móng đơn, móng băng, bê tông cột, bê tông dầm, vân vân. Đây là danh sách các nhóm mà chúng ta có thể được chọn ở đây. Tôi lấy ví dụ cái móng đơn chẳng hạn, thì ở phía trên cái bảng bên trên là cái khu vực để chúng ta tạo ra cái công tác ở trong cái móng đơn đó. Thì chúng tôi đã tạo sẵn cho các bạn là trong cái móng đơn đấy gồm các công tác như đào
móng công trình này, công tác bê tông này, công tác ván khuôn này, công tác cốt thép nhỏ hơn 10 này, công tác lớn nhỏ hơn 18, công tác nhỏ hơn bằng 18 ở phía trên và lớn 18 phía dưới nếu có. Rồi công tác bê tông cho cái móng đơn đó. Đấy. Bây giờ tôi lấy ví dụ như là chúng ta làm một cái móng băng, tôi chọn cái móng băng. Đấy. Tôi chọn một cái bê tông cột chẳng hạn, tôi chọn. Thì phần mềm G8 đã tự là thêm cho chúng ta là một cái nhóm đầu tiên là cái móng băng này. Và bây giờ chúng ta và cái nhóm thứ hai là cái bê tông cột. Đấy. Và khi mà các bạn bấm F5 trên bàn phím hoặc là bấm vào cái nút này thì phần mềm nó sẽ duyệt lại là cái nhóm móng băng bắt đầu từ dòng số 7 và nó kết thúc bằng dòng số 15. Đấy. Cái mã của nó là mã T sao, tức là mã tổng của nhóm móng băng này. Và tiếp theo là cái mã là sao và tên của nó là bê tông cột. Tên của nhóm là bê tông cột và cuối cùng là T sao và tổng bê tông cột, tức là đây kết thúc của cái nhóm bê tông cột. Bây giờ chúng ta sẽ phải điền cái khối lượng các cái đầu việc cho cái móng này. Điền các đầu việc cho cái móng này. Đấy. Ví dụ bây giờ tôi quay trở lại cái trường hợp là chủ đầu tư họ mời chúng ta là 15 cái móng băng. À 15 cái móng đơn. 15 cái móng băng. Thì chúng ta sẽ điền 15 vào đây. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ phải điền khối lượng các cái công tác này. Chúng ta điền khối lượng vào cái cột O này. Đấy. Nhưng mà cái khối lượng này là dành cho 1 mét khối móng băng chứ không phải là khối lượng cho cả 15 cái móng băng này. Đấy. Tôi giả sử như bây giờ để cho dễ nhớ và dễ hiểu thì tôi điền những con số đơn giản để chúng ta dễ nhớ thôi. Tôi lấy ví dụ như là 1,11 chẳng hạn là cái khối lượng đào móng. 2,12 là khối lượng bê tông lót. Đấy. 3,13 là cho cái số lượng ván khuôn ở đây. Đấy, tức là 313 mét vuông ở đây. Và tất nhiên cái con số này, tôi nhắc lại con số 1,11, 2,12, 3,13 này là những con số giả định để chúng ta dễ nhớ dễ hiểu thôi. Còn khi chúng ta làm thực thì chúng ta phải bóc cái khối lượng này thực tế dựa trên cái hồ sơ thiết kế mà chủ đầu tư họ đưa chúng ta để chúng ta thi công, thì chúng ta phải dựa trên cái thực tế để chúng ta bóc lại khối lượng này. Và cái khối lượng này ấy, tôi nhắc lại là dành cho 1 mét khối móng băng này chứ không phải là cho cả cái 15 cái móng băng này. Ok chị ạ. Đấy. Tiếp theo chúng ta có thể là với công tác này tôi sẽ không điền cái khối lượng trực tiếp đây và tôi có thể diễn giải bằng cách là tôi chèn dòng. Chúng ta có bấm phím insert trên bàn phím nhé, insert trên bàn phím để chèn cho nhanh. Tôi lấy ví dụ như là thép D8 chẳng hạn. Chúng ta lấy ví dụ như là 1,23 nhân 3,45. Tất nhiên cái khối lượng này chỉ là tôi ví dụ thôi ạ, chứ khi chúng ta làm thật chúng ta phải bóc xem là cái móng đấy người ta quy định cái này, cái thép này nó như thế nào, người ta bóc cho chính xác các con số này. Còn đây tôi chỉ ví dụ để cho các bạn dễ hiểu thôi ạ. Thì phần mềm sẽ tự tính tự nhân ra 4,24 và đưa lên đây cho các bạn. Ok chưa ạ? Hồi tương tự như cái dưới này tôi điền các con số giả định để chúng ta dễ thao tác, chúng ta dễ quan sát thôi ạ. Khối lượng bê tông này thì chúng ta điền lại con số thực cho một cái móng băng là bao nhiêu thì chúng ta bóc từ hồ sơ thiết kế ra. Mét khối. Đấy, tương tự như vậy cho cái bê tông cột ở phía dưới này, chúng ta có dụ như 20 cái cột chẳng hạn. Khối lượng này chúng ta tự điền vào. Tất cả tôi nhắc lại cái này là con số giả định và khi chúng ta làm thực chúng ta phải bóc từ hồ sơ thiết kế và cái con số này các cái khối lượng ở đây là dành cho một cái mét khối cột chứ không phải là cho 20 mét khối bê tông cột ở đây. Đấy. Ở đây chúng ta có thể điền là cái đi, tôi xin lỗi, chỗ này là cái. Chúng ta gọi để ta tiếng Việt và chúng ta gõ chữ cái đây và 20 cái thì cái khối lượng này là dành cho 20 cái cho một cái cột chứ không phải là cho 20 cái cột. Tôi nhắc lại như vậy. Rồi, như vậy là vừa rồi tôi đã hướng dẫn các bạn cái cách mà tạo ra các cái cách lấy các cái nhóm công tác từ
từ từ cái nhóm mà chúng tôi đã tạo sẵn. Bây giờ chúng ta có thể là chúng ta không muốn là những cái nhóm này mà đã có sẵn, mà chúng ta tự tạo ra thế nào. Bây giờ tôi xóa những cái dòng thừa đi. Đây, tôi xóa dòng thừa đi. Và bây giờ trong phần mềm, trong cái công trình này, chúng ta có thể là chèn thêm một số dòng vào và chúng ta điền một số mã vào. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một cái nhóm mới cho chính cái công trình này thôi, chứ không phải là cho công trình, cho những cái công trình lần sau chúng ta dùng, mà cho một công trình này thôi. Thì bắt đầu mã là điền, chúng ta điền mã là mã sao. Tên, tôi lấy ví dụ bây giờ là tên sẽ là cái tôi làm một cái bê tông dầm D1 chẳng hạn. Đấy. Giả sử cái công trình này là có đơn vị là cái và có là 25 cái dầm D1. Đấy. Thì chúng ta như vậy một cái nhóm nó bắt đầu bằng mã là sao, tên nhóm, đơn vị tính của nhóm và khối lượng của nhóm. Tiếp theo, dầm này tôi giả thiết rằng là dầm bê tông mác 200 đá 1x2. Tôi lấy ví dụ thì đầu tiên là tôi có công tắc ván khuôn AF. Đấy, 8 1. Đây, tôi lấy ví dụ ván khuôn này chẳng hạn. Đấy. Và khối lượng thì chúng ta điền cái khối lượng của chúng ta ở đây. Cho cái đây là khối lượng giả định cho một cái dầm này. Tiếp theo, công tác tiếp theo tôi điền là công tác về thép. Công tác thép, ví dụ thép nhỏ hơn 10 chẳng hạn. Đây. Tôi chọn cái này. Đấy. Và khối lượng này. Khối lượng này tôi điền vào theo thiết kế và số lượng này là cho một cái dầm này. Tiếp theo, tôi điền công tác thép lớn hơn 18. Thép lớn 18, tôi chọn cái thép này. Đây. Đấy. Khối lượng này cũng là khối lượng dành cho một cái dầm này. Và khối lượng đó là giả định. Cuối cùng, tôi điền cái công tác về bê tông. Ở đây thì tôi đang để tiếng Việt cho nên chữ AF nó thành chữ A, kệ nó không sao, phần mềm nó vẫn ra như bình thường. Đấy. Tôi chọn cái công tác này đi ạ, mark 200 đá 1x2. Ok chị ạ. Đấy. 1,2,45. Ok chị ạ. Đó. Như vậy là tôi đã kết thúc một cái việc là điền khai báo các cái công tác như là ván khuôn, rồi là thép, rồi là bê tông cho 25 cái dầm này. Và bây giờ tôi phải báo cho phần mềm là tôi kết thúc cái nhóm đó bằng cách tôi nháy phải. Tôi chọn menu là chèn tổng nhóm là T sao. Hoặc là tôi có thể chủ động tôi gõ chữ T sao ở đây cũng được cho nó nhanh. Tùy. Đó. Thì khi chúng ta chèn tổng nhóm xong thì đây nó có cái tổng nhóm ở đây ạ. Tổng nhóm ở đây ạ. Vâng, đấy. Tiếp theo tôi có thể khai báo những cái đầu việc ở bên dưới hoặc bên trên như bình thường. Ví dụ tôi điền một số công tác về vì keo chẳng hạn, tôi điền một số công tác về lợp mái chẳng hạn như bình thường. Và tôi điền khối lượng như bình thường, diễn giải khối lượng như bình thường ở phía dưới này. Đó. Như vậy công trình của tôi là có một số nhóm công tác, một số các cái công tác đơn lẻ. Và đâu đó tôi có thể là chèn một số công tác đơn lẻ ở phía giữa này cũng được, không sao cả. Tôi chèn dòng vào và tôi điền một số công tác. Đấy. Ví dụ, chèn dòng. Và tôi có thể điền một số công tác như là đây là công tác ví dụ thôi ạ. Như vậy là tôi đâu đó tôi có thể là một nhóm công tác này, xong lại đến một số công tác đơn lẻ này, xong lại đến một nhóm công tác này, xong lại đến một nhóm công tác nữa này, xong lại một số công tác đơn lẻ. Đó là cái sự bất kỳ chúng ta có thể để cho công tác và các công tác đơn lẻ bất kỳ ở trong công trình, chứ không bắt buộc phải là hết nhóm công tác mới đến công tác đơn lẻ và ngược lại. Ok vậy, nói tóm lại là chúng ta có thể để bất kỳ. Và như vậy là công trình này tôi đã khai báo xong các cái công tác và các công tác trong nhóm và công tác đơn lẻ trong công trình. Tiếp theo tôi hướng dẫn các bạn để xử lý cái việc là tính toán hồ sơ đấu thầu mà theo cái nhóm công tác này. Bây giờ tôi chuyển sang bên sheet chiết tính, sheet dự thầu, chiết tính dự thầu. Đây, chúng ta thấy rằng là đầu tiên là cái mục gộp nhóm ở phía dưới này là gợi ý là gộp các công tác trong nhóm để tính chiết tính là nó không tích,
mặc định là không tích, thì chúng ta thấy rằng là cái tên nhóm này nó chỉ hiển thị ra thôi để chúng ta nhìn thôi. Đấy, và tất nhiên là cái số lượng tiền nó cũng sẽ nhân lên. Đây ví dụ các công tác ở trong nhóm này cũng nhân lên 15 lần lên. Đấy, thế nhưng mà cái lượng đầu việc rất là nhiều và nó chưa thể hiện được là cái móng băng này là giá là bao nhiêu, khối lượng bao nhiêu và tiền bao nhiêu, nó chưa thể hiện được. Tương tự như vậy, cái cột mà chúng tôi vừa tạo ra, cái dầm bê tông D1 ấy, chúng ta tạo ra là 25 cái thì nó chưa có giá và chưa có tiền ở đây, và nó lại thể hiện những công tác con ở trong cái dầm bê tông đó. Điều đó có lẽ là điều mà chúng ta chưa mong muốn đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ vào bên chiết tính thì chúng thấy rằng là cái công tác dầm chẳng hạn thì ở phía dưới này thì là đây cái dầm bê tông của chúng ta ở phía dưới này, dầm bê tông D1 thì nó vẫn chưa tính cho chúng ta, mà nó chỉ thể hiện là cái tên của dầm ở đây thôi, chứ nó vẫn chưa tính cho cái dầm chúng ta là chiết tính cho từng cái dầm một là bao nhiêu. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tích vào cái mục là gộp nhóm ở đây thành công cụ dưới cùng màn hình, sau đó chúng ta bấm phím F5 trên bàn phím, hoặc là chúng ta bấm vào cái nút hình tam giác ở trên thanh công cụ trên cùng màn hình như này, ta bấm vào. Ok, thì lúc này chúng ta thấy là cái bảng dự thầu của chúng ta rất là gọn, và cái móng băng mà chủ đầu tư người ta mời 15 cái, nó trả phần mềm nó tính ra là đơn giá bằng này và thành tiền bằng này. Cái công tác đơn lẻ như đào nền đường chẳng hạn, chúng ta điền vào đây thì nó vẫn tính như bình thường. Tiếp theo cái bê tông cột ấy thì nó tính cho là 20 cái và mỗi một cái là bằng này tiền, và nó tính tổng tiền bằng này. Bê tông dầm chúng ta có 25 cái và mỗi một cái nó tính tiền bằng này và tổng tiền bằng này. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ xem là cái con số 82.764.000 này là nó tính thế nào. Chúng ta thấy là chiết tính H195. Bây giờ chúng ta có thể chuyển sang chiết tính cột H dòng 195 để cho xem. Tôi gợi ý là chúng ta có thể bấm tổ hợp phím là Ctrl mở móc vuông để cho G8 mở đúng cái ô đấy cho nhanh. Ví dụ đây chúng ta thấy H195 đây ạ, 195 cột H. Thì đây chính là đơn giá chi tiết mà phần mềm G8 đã tính cho cái dầm bê tông đó. Chúng ta thấy ạ. Đây. Chúng ta cuộn lên trên nó rất là dài vì cái công tác bê tông nó rất là nhiều đầu việc. Đây, chúng ta thấy ạ. Công tác số 3. Đấy, bê tông cột là nó tính chiết tính cho một cái cột, một cái bê tông cột ở đây. Bê tông cột ở đây. Bê tông dầm, tôi xin lỗi. Bê tông dầm đây. H195 ở đây, tôi cuộn hơi nhiều. Đây, bê tông dầm đây, tôi xin lỗi. À đây bê tông dầm ở đây. Thì nó tính tiền vật liệu cho một cái dầm bê tông này. Tính tiền vật liệu cho một cái dầm bê tông này thông qua việc là vật liệu này, A nhỏ vật liệu gồm có vật liệu của công tác ván khuôn, vật liệu của công tác thép phi nhỏ hơn 10. Đấy, và vật liệu công tác thép phi lớn hơn 18, và cuối cùng vật liệu của công tác bê tông. Tương tự như vậy, nhân công nó cũng phải tính cho nhân công cho bằng lấy đầu việc. Thì tôi bây giờ tôi đi khảo sát đầu vật liệu và thì nhân công và máy sẽ tương tự nhé. Vật liệu này đầu tiên nó thể hiện là gì? Là cái ván khuôn là 1,11, và 1,11 này ấy, tôi nhắc lại 1,11 tức là 111 mét vuông đấy ạ. Ván khuôn này là cho một cái dầm thôi ạ, và chúng ta phải bóc từ bản vẽ ra. Và chúng ta cái 1,1 này chúng ta điền ở xích công trình rồi, bây giờ đưa sang đây chúng ta. Cái gỗ đà nẹp, gỗ đinh vân vân liệu khác này, cái định mức này lấy từ trong định mức bộ dựng ra. Tôi lấy ví dụ định mức số 1776 năm 2007 do bộ dựng ban hành chẳng hạn. Thế còn cái giá này là giá chúng ta bỏ thầu cho vật liệu, và chúng ta xem công thức nó nhân này. Thì một cái dầm thì nó phải tiêu hao là 111 mét vuông ván khuôn ở đây, thì nó phải nhân cái khối lượng 1,11 của 100 mét vuông ở đây. Đây là định mức bộ dựng và đây là giá. Tương tự như vậy, cái nó in chẳng hạn thì nó cũng ngoài lấy định mức mà nhân với giá của đinh thì nó phải nhân thêm với cả khối lượng 1,11 của 100 mét vuông này cho một cái dầm này, nó phải nhân thêm cái này. Tương tự như vậy cho nhân công, chúng ta kiểm tra xem đây. Nhân công cái này 1,11 thì ở đây ấy, nhân công bậc 4/7 nhóm 1 thì nó cũng phải tính tiền của gấp 1,11 ở lên. Máy cũng tương tự như vậy. Đây. Máy thi công đây. Đấy. Máy thi công. Thì công tác mà sản xuất lắp dựng cốt thép này là nó cũng phải nhân cái con số 1,22 này lên. Đó. Thế như vậy là cái chi phí vật liệu công máy này ấy
là cho một cái dần này nó đã bao gồm là nhân cái khối lượng của cái công tác ở trong cái công trong cái nhóm dần đấy rồi. Đó. Cho nên cái đơn giá này là nó đã thể hiện cho là đơn giá tổng hợp của các công tác trong cái dần đó rồi, như là công tác cốt pha, công tác thép phi nhỏ hơn 10 và công tác tác thép phi lớn hơn 18 cũng như là công tác bê tông rồi. Và đây chính là giá của một cái dầm mà chủ đầu tư mời, một cái dầm. Thế thì chủ đầu tư mời chúng ta là 25 cái dầm, mỗi một cái dầm là 82 triệu 764 nghìn, 82 triệu 764 lấy đây ra, 82 764 này, 185, 82 164 785 đưa qua đây. Thì một cái dầm là 82 triệu 764 thì 25 cái dầm nó sẽ nhân lên. Đó. Thì đây chính là cái số tiền mà chính là cái số số tiền mà chúng ta trả bày thầu, chúng ta nói với chủ đầu tư rằng ấy, chủ đầu tư mời chúng ta 25 cái dầm này thì mỗi cái dầm là 82 triệu 7 này thì 25 cái dầm sẽ là 2 tỷ 069 triệu ở đây. Đó. Thì chúng ta thấy rằng là cái bảng dự thầu nó rất là gọn chứ nó không còn 4 5 công tác trong cái dầm này nữa. Nó chỉ còn một công tác cái dầm này thôi. Và phía dưới chúng ta thấy rằng các công tác đơn lẻ như là sản xuất vì kèo chẳng hạn, người ta mời chúng ta làm 1,45 tấn thì nó vẫn tính như bình thường, nó vẫn thể hiện mã tên đơn vị cũng như là giá tính như bình thường thôi. Công tác lợp máy ngói thế tính như bình thường. Ok, và tổng cộng lại nó sum lại thì đây chính là cái giá trị mà chi phí dựng chính của công trình mà chúng ta bỏ thầu ở đây. Đó. Tương tự như chiết tính dự thầu thì cái phần là đơn giá chi tiết thì phần mềm nó cũng sẽ tính, nếu chúng ta tính chúng ta tích vào gộp nhóm sau chúng ta bấm F5 để tính lại thì phần mềm nó cũng sẽ tính, là tôi lấy ví dụ như cái vẫn là cái bê tông dầm ở phía dưới, bê tông dầm ở phía dưới thì nó sẽ tính là nó sẽ phải tính vật liệu là gồm các công tác ở trong cái bê tông dầm đấy, ví dụ ván khuôn này, ví dụ như thép này, rồi là ví dụ như là công tác bê tông ở trong cái dầm đó. Tương tự như vậy cho nhân công và máy. Và cuối cùng nó cũng sẽ ra được cái con số là cái tổng cộng ở dưới cùng ở cái tiền vật liệu này, nhân công máy nó được đưa qua bên đây. Thì cái tiền vật liệu nhân công máy này nó bao gồm ví dụ như 48 triệu 219 nghìn này này là đơn giá thiết H130. H130 đây. Đấy, 130 cột H. Thì cái tiền vật liệu này là nó bao là nó bằng H150. Chúng ta xem H150. H150 chúng ta bấm can chuồn mỏ vuông chính là cái ô này. Ô này thì nó bằng sum của tất cả cái vật liệu của công tác bê tông, của công tác thép, của công tác cốt pha trên này rồi. Đó. Cho nên đây chính là cái 48 triệu này, 48 triệu 219 này là chi là đơn giá vật liệu cho một cái dầm này rồi. Đó. Đấy, thì nó đưa qua đây để nó tính tiếp. Tương tự như vậy cho nhân công và máy thì đây chính là chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy cho mỗi một cái dầm. Thế thì 25 cái dầm nó sẽ nhân lên, 25 nhân đến nhân công. 25 cái nhân với cả đơn giá ca máy đây thì đây chính là chi phí tổng, chi phí vật liệu nhân công máy cho tổng của 25 cái ở đây. Đấy. Ngoài ra khi mà tính tổng vật tư thì cái khối lượng của vật liệu, khối lượng của nhân công, khối lượng của máy nó cũng được thể hiện, cũng đã được nhân cái khối lượng của nhóm vào rồi. Tôi lấy ví dụ trường hợp là đây, tôi vẫn muốn chuyển xuống phía dưới để tôi chỉ ra cái dầm vừa rồi, dầm bê tông D1 là chúng ta có 25 cái. Thế thì vật liệu chẳng hạn như là đinh chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta thấy ạ. Cái tổng khối lượng đinh cho cái công tác dầm D1 này nó sẽ được nhân như thế này. Nó đã được nhân 25 lần lên bởi vì chúng ta có 25 cái dầm D1. Đấy, nó sẽ lấy là 25 cái dầm D1 nhân với cả 1,11 tức là 111 mét vuông cốt pha cho một cái. Nhân tiếp với cả định mức bộ dựng là 14,29 cân đinh cho 100 mét vuông cốt pha này. Và cuối cùng nó ra con số là 396,54 này, con số này thì nó đã bao gồm cho cả 25 cái dầm này rồi. Tương tự như vậy nhân công. Chúng ta thấy ạ, nó cũng nhân 25 lần lên. Nhân với cả
cái khối lượng 1,1 này nhân với cả định mức bộ xây dựng, và như vậy là cái con số số 954 công này là nó bao gồm cho cả 25 cái dầm này rồi. Đó. Tương tự như vậy cho công tác khác ở trong cái nhóm đấy thì nó chứng minh cho chúng ta. Ok. Và vì cái vật liệu này, nhân công này và máy này đều được nhân với cả cái khối lượng của nhóm, dẫn tới là cái khối lượng tổng bên này được tính từ bên half tư sang ấy, nó đã thể hiện, ví dụ như cái đinh tôi vừa nói, ví dụ như là bằng này cân đinh ấy, 4.300 cân đinh này thì nó đã bao gồm cả cái khối lượng 25 cái khối dầm mà tôi vừa nói, 25 cái dầm mà tôi vừa nói ở đây rồi. Đấy. Như vậy là cái nhóm công tác, tôi nhắc lại cái nhóm công tác ở đây có thể là 15 khối móng băng này hay là 25 cái dầm ở phía dưới này, nó được phản ánh vào rất nhiều bảng, ví dụ như bảng Hao vật tư nó thể hiện ở đây, và cuối cùng là kết quả đưa sang đây chúng ta nó sẽ nhân vào và nó sẽ thể hiện là khối lượng của vật liệu công máy cho tổng vật tư. Nó được thể hiện ở bên đơn giấy tiết và tiếp theo nó sẽ thể hiện ở bên giá tổng hợp ở đây. Nó thể hiện ở bên chiết tính. Chiết tính. Và dự thầu. Đây, thể hiện bên chiết tính và thể hiện bên dự thầu. Cái giá này là đã bao gồm, nó đã thể hiện là các cái công tác ở trong cái nhóm ấy rồi. Đấy. Và phần cuối cùng tôi muốn hướng dẫn các bạn đó là chúng ta vừa rồi tôi đã hướng dẫn cái cách mà tạo ra các công tác ở trong cái dầm D1 này và cho công trình này. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà tạo ra cái dầm D1 này hay một cái công tác mới, một cái nhóm tác mới để cho những lần sau chúng ta dùng, chứ không phải là chỉ là dùng một lần. Chúng ta vào menu công trình, thêm nhóm công tác hoặc là bấm tổ hợp phím là Alt G. Đấy. Lúc nãy tôi đã hướng dẫn sơ về cái bảng này và tôi chỉ hướng dẫn các bạn cách chọn những cái mà tôi đã tạo sẵn. Thế bây giờ tôi hướng dẫn các bạn cái cách mà tạo ra một cái nhóm mới bằng cách là thế này. Đầu tiên là chúng ta cái mã nhóm là sao chúng ta không được sửa. Tôi đặt tên là một nhóm mới. A, B, C, X, Y, Z. Cái tên này là do các bạn tự đặt, tôi đặt như này để chúng ta dễ nhớ thôi ạ. Đơn vị tính có thể là cái, chiếc, bộ hay là cấu kiện. CK đi cho nhanh. Đấy. Đấy. Và khối lượng của cái nhóm này thì mặc định để bằng 0, thì chúng ta có thể nếu mà có cái nhóm nó thường xuyên sử dụng nó có khối lượng sẵn thì chúng ta điền đây, còn không thì thôi chúng ta để bằng 0. Tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ xóa cái này đi. Và chúng ta bắt đầu tra các cái mã đơn giá. Tôi ví dụ một số đầu việc nhé. A, B, 3. Và tiếp theo chúng ta điền khối lượng ở đây 1,12. Và chúng ta nhớ rằng là 1,12 này ấy, tức là 112 mét khối này này. Để chúng ta phải hiểu cái khối lượng này là cho một đơn vị cấu kiện này. Đấy, cho một đơn vị cấu kiện này. Tiếp theo tôi lại nhập tiếp công tác AE chẳng hạn. Tất nhiên đây là những công tác giả định thôi nhé, để các bạn dễ nhớ thôi ạ. Chứ còn khi chúng ta làm thì tùy theo mục đích của chúng ta, cái nhóm này là cái gì thì cái đầu việc này ấy phải tương ứng. Và cái khối lượng này ấy cũng phải tương ứng với cả cái đơn vị tính này. Một đơn vị tính này thôi ạ. Vâng. 1,23. Ví dụ thế. AEF. Đấy. Khối lượng là 1,23, 1,34. Tôi điền những khối lượng này để chúng ta dễ nhớ, lát nữa chúng ta quan sát xem thế nào. Sau đó thì chúng ta bấm nút thêm. Và bấm nút thêm ở đây. Đấy, và bây giờ chúng ta đã có cái nhóm công tác mới ABCXZ đây. Và lát nữa tôi sẽ đóng cái này lại và tôi chọn được. Hoặc là tôi đóng phần mềm lại và tôi sẽ sử dụng cái nhóm này mãi mãi sau này. Rồi bây giờ tôi bấm nút đóng. Và giả sử như một lần sau chúng ta mở phần mềm ra, chúng ta vào file tạo công trình mới thì chúng ta sẵn sàng sử dụng công tác đó. Và bây giờ tôi nháy phải
tôi vào menu công trình, tôi chọn là, hoặc bấm Alt G để tôi chọn thêm công tác, nhóm tác. Bây giờ tôi chọn nhóm tác mới. Trước khi mà chọn thì tôi nói thêm một chút, thì trong phần mềm G8 đã tạo ra một số cái nhóm rất là hay sử dụng, như là đào móng công trình bằng máy là 9% và thủ công 10%. Thì chúng tôi đã tạo sẵn các cái đầu việc ở đây, ví dụ đào móng bằng máy chẳng hạn này, thì chúng tôi đã cho là khối lượng là 0,9. Đơn vị tính đây tôi để là nhóm này là 100 mét khối. Thì 0,9 nhân với 100 thì chính là 90 mét khối. Và đào bằng thủ công, đào móng thủ công thì tôi cho là 10 mét khối. Thì 10 mét khối cộng 90 mét khối thì đúng bằng 100 mét khối ở đây. Thì cái công tác mà đào móng hoặc là đào móng công trình này, hoặc đào nền đường này là cái công tác mà rất hay sử dụng, thì các bạn có thể sử dụng luôn công tác này để dùng luôn cho tiện nhé. Bây giờ tiện thể tôi chọn hai công tác luôn, hai nhóm luôn. Một là cái công tác mà đào móng công trình mà phần mềm G8 đã tạo sẵn. Hai là tôi chọn luôn cái công tác mà chúng ta vừa mất công chúng ta tạo nhóm công tác mới ABCZ đây, tôi bấm chọn. Ok. Đây, thì đào móng công trình bằng máy 90% và thủ công 10% tính theo 100 mét khối. Tôi giả sử về công trình của tôi là có 250 mét khối đi ạ, thì khối lượng của tôi sẽ bao nhiêu ạ? Sẽ là 2,5. À nhầm, sẽ 2,5. Được chưa? Tức là 250 mét khối của cái móng đấy. Và đây cái 0,9 và 10 này là cho khối lượng cho 100 cái mét khối này, chứ không phải là cho 2,5 nhân 100 là 250 đâu ạ, mà cái này chỉ cho 100 thôi ạ. Tương tự như vậy, bây giờ tiếp theo cái khối lượng này là dành cho một cấu kiện này. Bây giờ công tác nhóm mới mà chủ đầu tư mời chúng ta ấy, hoặc chúng ta làm công trình là có bao nhiêu cái cấu kiện, chúng ta điền vào, ví dụ như là 14 cấu kiện, chúng ta điền vào đây. Và chúng ta tính toán như bình thường, như tôi đã hướng dẫn các bạn ở các cái bảng như là hao phí vật tư, nó sẽ link qua đây, nó sẽ link tính qua đơn giá chi tiết. Chúng ta xem cuối cùng nhé. Đây, chúng ta có cái nhóm công tác là gì ạ? Nhóm công tác mới ABCXYZ và đơn giá chi tiết nó tính cho một cấu kiện, xem nó ra tiền là bao nhiêu. Tiền vật liệu cho một cấu kiện đây này, tiền nhân công cho một cấu kiện đây này, và tiền máy cho một cấu kiện đây này. Và tiền đó được đưa qua bên sheet này. Đây chúng ta thấy ạ, nhóm công tác mới, tiền vật liệu công máy đưa qua đây và đã tính cho chúng ta. Ta xem ạ. Đấy, vật liệu 14 cấu kiện mà nhân đến đơn giá vật liệu nhân công, 14 cấu kiện nhân đơn giá nhân công. Đấy. Tương tự như vậy, bên chiết tính dự thầu nó cũng tính như tôi đã hướng dẫn. Tôi mở lại các bạn xem. Tôi chuyển công tác cuối cùng là công tác nhóm mới ABCXYZ đây. Và phần mềm nó phải tính chi phí vật liệu cho một cấu kiện này là bao nhiêu, nó tính ở đây. Tiền nhân công nó tính ở đây, và tiền máy cho một cấu kiện tính ở đây, và tổng chi phí dựng cho một cấu kiện nhóm mới đấy nó tính ở đây là 6.791.000. 6.791 được qua đây chúng ta, đây. 6.791.000 được qua đây, và 14 cấu kiện nó nhân ra chúng ta ở đây. Và như vậy chúng ta đảm bảo rằng là chúng ta trả bài thầu đúng như ý chủ đầu tư là 14 cái cấu kiện này, chứ không phải là các công tác nhỏ lẻ trong 14 cấu kiện này. Đấy, tương tự như vậy công tác đào móng của chúng ta đây ạ, là chúng ta có 250 khối thì nó thể hiện một khối bằng này, 100 khối bằng này, và 2,5 của 100 thì nó nhân lên ở đây ạ. Đấy, chứ không phải là chúng ta phải liệt kê hai công tác đào móng bằng máy riêng này, một công tác đào móng bằng thủ công riêng thì nó không được đúng như ý của chủ đầu tư. Đấy, thì trong hợp này là nó đã thể hiện được là gộp hai công tác làm một và một cái nhóm, và nó thể hiện tổng tiền ở đây. Đấy. Tóm lại là trong video này chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết về cái nhóm công tác, rồi là lấy nhóm công tác trong G8, rồi tạo nhóm mới thế nào, rồi là tính chiết tính, tính hồ sơ đấu thầu, tính dự toán theo nhóm công tác hay là công tác tổng hợp như thế nào. Và chúng tôi đã giải thích rất rõ cái việc là cái nhóm công tác đó nó ảnh hưởng đến tổng hợp khối lượng của vật liệu nhân công máy, cũng như là chi phí vật liệu nhân công máy cho cả công trình như thế nào. Vâng, tôi xin kết thúc cái video hướng dẫn về nhóm tác ở đây, và một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video này, và tôi xin cảm ơn.